JK Audio nghe chưa đủ thấy xác tin. Vâng, JK Audio hôm nay sẽ hướng dẫn các bác cách treo loa trả lời JBL căng chuyên 28 các bác nhé. Vâng, về đầu tiên thì là hàm một đôi loa mới nguyên hộp thì là sẽ có một cái rắc cái núm ở đây là người ta sẽ để kín luôn, nó không có điểm khuyết thì chúng ta sẽ không bắt được cái rắc này, à cái cục trục xoay này, thì chúng ta phải dùng con dao chúng ta chổ đây ạ, chổ cái nắp này ra đấy, sau đó bên phía bên trong này nó sẽ có một cái khoang rỗng và có một cái rắc kẹp đấy. Nhiều bác mua về các bác không biết cách treo loa căng chuyên 28 mà đã gọi điện thì hôm nay bên em sẽ làm cái video hướng dẫn. Đấy, em dùng cái dao chổ đây ạ. Vâng, bác chổ làm sao nó quét vào vòng tròn và nó đã đục được. Đấy, thì nó mở ra thì là nó sẽ có cái khoang rỗng như này. Đấy, và sau đó chúng ta sẽ đưa cái này vào. Đấy, phía đằng trước này nó có một cái logo và phía bên trong nó có một cái rác. Các bác phải quay ra đằng trước, các bác bắt chặt kẹp vào thì nó mới dùng được. Thì cái này thì các bác treo lên tường nhé. Đây, các bác treo lên tường bốn góc đây. Đấy, sau đó các bác treo loa. Đây là cái hướng dẫn cơ bản nhất để các bác cách treo cái loa căng chuyên 28 thì trên thị trường rất ít người hướng dẫn. Vì là hàng mới người ta cũng không mở ra đâu, đây là em lắp cho khách hàng thì em mở ra luôn cho các bác và hướng dẫn. Đấy, thì nhắc lại lần nữa là đây là nguyên bản hàng mới thì nó sẽ có một cái nắp như này, nắp kín luôn. Đấy, và sau đó chúng ta chổ ra và có một cái lỗ khuyết này. Và sau đây em sẽ quay ra đằng trước để bên em hướng dẫn cách tháo lắp ghép. Các bác phải ở đây có một cái logo này, các bác phải cạy nó ra này. Đấy, cạy nó ra và có một cái lỗ thì các bác sẽ đưa một cái rác, rác đi sẵn kèm đây. Đây, khi mà loa căng chuyên 28 nó sẽ có một cái rác này nữa là đi kèm với hộp và chúng ta bắt vào phía trong này này. Đấy, có một cái điểm khuyết ở phía bên trong và chúng ta xoáy. Đấy, đây bây giờ em sẽ đưa cái rác và cái trục xoay vào. Đây, các bác sẽ đưa trục xoay vào đây. Đó, các bác bắt chặt. Bác xoay ở trong này này. Có một cái rác để bắt này. Chưa khớp từ này. Đây các bác nhá, thì các bác có một cái rác đi kèm với cái hộp và các bác cậy cái logo ra, bác đưa vào đây thì sẽ có một cái điểm khuyết khớp, thì em đã bắt khớp rồi. Và bây giờ các bác đưa cái trục xoay này vào cái ổ này đây ạ, sau đó các bác siết chặt thì nó sẽ bắt được. Đấy, bây giờ em sẽ siết lại, quay cái trục này. Đây, các bác xoay cái rác này nhá. Đây, bác xoay rác này đã chặt rồi đấy ạ. Vâng, em đã bắt chặt rồi. Đấy, các bác nhớ phải cậy logo ra nên có cái lỗ bên trong. Đấy, rồi ok. Rồi, giờ em đã bắt được rồi. Đây là cái mà là trả lời căng chuyên 28 mà nhiều bác rất không biết lắp. Đấy, bây giờ các bác đã treo được rồi. Đấy. Ok, đấy cái rác này là đi kèm luôn với cái đô la trả lời. Đấy, bây giờ em lắp nó bên phía bên kia. Vâng, đây các bác nhé, các bác cứ chổ làm sao nó hết cái vòng tròn này thì tự cái nắp này nó sẽ bung ra và các bác bắt treo thoải mái. Vâng, đây các bác nhé, các bác cứ chổ làm sao nó hết cái vòng tròn này thì tự cái nắp này nó sẽ bung ra và các bác bắt treo thoải mái. Vâng, đây sau khi em chổ một vòng và đã cạy được ra. Đấy, phía bên trong cũng như cái la bên kia đấy ạ. Vâng, có một cái khoảng trống đây để chứa trục xoay. Đấy, bác đưa vào là xong. Và quay ra đằng trước, các bác cạy logo ra và đưa rác vào xoáy chặt. Đấy, đã hoàn thiện rồi ạ. Vâng, ở đằng trước này có cái logo JBL các bác nhé. Các bác nảy ra. Đấy, cậy ra rất là đơn giản thôi ạ. Vâng, sau đó các bác lùa cái rác này vào. Đấy, nói chung rất là khó lùa, các bác lùa cũng rất là khéo mới vào được nhé. Vâng, sau đó chúng ta bắt vít nở vào tường bằng cái trục xoay này các bác nhé. Đấy, thằng tí nữa là bên
Chúng em sẽ kết nối với lại cái la căng trơn 28. Giữ tay. Ấn mạnh vào được ạ. Ấn mạnh. Mạnh tay. Nhấc được. Anh giữ cái loa này. Rồi chúng ta phải rồi, chọc vào gương mặt sau logo này, chúng ta xoay. Khi mà chúng ta đã bắt đúng cái trục xoay phía sau. Thôi anh để chịu đấy. Quên tắt tay mà. Hết là cái kìm. Rồi, la căng trơn 28 đã được treo các bác nhé. Ok, mình đã xong.